thành gần với hình ảnh. Không, nhưng mà nó không, thằng này nó không bản quyền, nó không cho tiếng. Mẹ nó đéo cho quay trẻ con. Trẻ con dao kéo máu mê. Quay nó phạt nặng lắm, phạt mấy trăm triệu rồi. Cái đầu lợn đầu giết đấy là không quay. Tóm lại là cũng dính máu mê. Muốn quay gì quay, cấm quay trẻ con, cấm quay quần đùi. Chỗ nhà tưởng nhà Long hôm trước đào rồi, hôm nay lại đào tiếp rồi. Đi dân ít dùng lắm, ít dùng. Mình thuê nhà làm thế này, thuê phải lúc làm hết rồi. Bản chất cái bơm lên trên đỉnh nữa, mấy lần nào không. Cái này nó khỏe lắm, cái đạn tép của nhá, cái chiếc gác nó đẩy phát lên không phải bơm nữa. Nhưng mà chỉ có điều là cái nước, bọn nó nói cái nước mà đang kéo về cho mình này là của bọn Nhật Lan. Nó lấy trực tiếp từ Nhật Lan. Dân thị trấn nó bỏ, bây giờ dân thị trấn nó dùng của thằng trong máy sinh ra, nó lấy trong cái đập gì đấy. Thì mình cái nước trong đấy thì sạch. Đập vừa thật đấy á. Không, nó lấy trong máy sinh, à trong...